Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 8 năm 2018, Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ bàn ghế phong khách, đó là bộ bàn ghế Âu Á hộp bằng gỗ hương đá của Nam Phi, hàng VIP, hàng thửa, hàng dày dặn, to, cao và dày dặn, được Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở Hải Dương. Thì là ngày hôm nay hoàn thiện xong phần cuối cùng của chúng tôi có quay lại để lưu giữ lại một cái kỷ niệm với khách hàng ở Hải Dương, bộ bàn ghế Âu Á hộp gỗ hương đá của Nam Phi hàng VIP này, và bàn rất to 80m6 và bàn mặt liền một tấm dày, bán dày 2 phân, và cái ghế dài này cũng vậy này, ghế dài này là dài 2m rưỡi và ván mặt ván là dày 2 phân, chân 12 và bản cột 12 dày 7 phân, ván toàn bộ ván 2 phân, được Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong. Thửa đẳng cấp đây quý vị đang thấy trên hình đây, rất chi là đẹp và cách đây ít hôm thì Thành Luân chúng tôi cũng bàn giao một bộ tương tự như này cho anh Hải ở Ba Vì Hà Nội, y hệt như này, và còn rất nhiều các bộ như y voi và Âu Á hộp đang được Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trưng bày tại cơ sở 1 và cơ sở 2 của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, nằm tại đầu thôn Nghè Kê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Em nghe đây. Viettin thì có anh nhé, có tài khoản Viettin của anh Luân để em gửi cho anh nhé. Là sao anh? Rồi, bọn em chuyển hàng 100 triệu chẳng ảnh hưởng. 100 triệu một mỗi lần em chuyển hàng 100 triệu. Rồi. Sai làm sao được? Em đã gửi thì anh cứ thế copy anh paste thôi, làm sao mà sai được? Copy paste vẫn là được mà, đơn giản mà. Rồi ok anh nhá. Sao anh? Alo ạ. Được anh nhá. Thì đấy thì ạ. Được rồi thì đợi em tí em điện lại nha, em đang quay cái clip quay xem qua đã luôn nhá. Ok. Ở đây quý vị đang thấy trên màn hình đây là bộ như Evoy. À quên, xin lỗi, bộ hộp bằng gỗ hương đá Nam Phi hàng siêu VIP, được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện trong phần mộc, phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Ở phía trong đây là chiếc kệ TV của một khách hàng, chúng tôi là đang chưa lắp các cái cánh lên. Đấy, cánh này vẫn đang tháo rời rồi, hoàn thiện xong thì chưa kịp lắp cánh lên. Tôi đã quay clip để đi bàn giao cho khách hàng ở Hải Dương. Và Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp Thành Luân theo 2 số điện thoại trên màn hình. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.